là 120.411.600 đồng. Một số vốn để tôi buôn bán, tôi nuôi mấy đứa cháu, tôi thành thật cảm ơn. Rồi mời cô chú anh chị quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm dùng cháo với lại thịt kho tàu. Gọi chung cùng với bùi hồ. Còn có à? Ngon quá. Ở đây là gỏi bắp chuối nha cô. Bắp chuối, cô ba. Bắp chuối gì giá? Ăn trong nhà mới ngon không cô? Ngon. Ngon sao? Như thế này, cũng đã ở clip trước thì Bùi Hồ cũng đã nói tổng thể về cái ngôi nhà của cô Út cùng với ba người cháu của mình cũng đã xong. Và chắc có lẽ là cũng có khá là nhiều bình luận của cô bác của anh chị góp ý. Tại vì ngôi nhà nào cũng vậy á, làm để mà hoàn thiện hết 100% thì cũng phải có sự chỉnh sửa tí xíu. Ví dụ như là ngôi nhà của cô Út ở đây thì cái phần cửa hàng rào á, cô Út thì nó để vậy đẹp. Còn cô ba cũng vậy, thì có một số cô bác của anh chị nói làm thêm cái cửa thì cô Út muốn làm thêm thì là thêm, và các anh em cũng sẽ cố gắng để mà những cái bình luận của cô bác của anh chị làm cho anh em càng ngày càng hoàn thiện hơn ở những cái ngôi nhà tiếp theo, ở những cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Và cô bác của anh chị thấy được rằng là cô Út rất là vui, ba cháu thì cũng rộn tiếng cười, và để có được nụ cười của cô Út cũng như các cháu và niềm vui ngày hôm nay là nhờ sự chung tay góp sức của quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng trong nước, ngoài nước đã hỗ trợ cho ba bà cháu nói riêng, ở hoàn cảnh của cô, bốn bà cháu nói riêng, ở hoàn cảnh của cô Út và những hoàn cảnh khó khăn nói chung. Và bây giờ là Bùi Hồ sẽ công bố danh sách số tên của mạnh thường quân đã ủng hộ đồng hành cùng với Bùi Hồ ở hoàn cảnh của cô Út. Thì thưa với cô bác quý anh chị, hiện nay thì đến thời điểm hiện tại á, thì lần trước thì Bùi Hồ có nhận được, có trao cho cô Út 2 triệu từ chị Thanh ở Mỹ. Và lần này thì Bùi Hồ nhận thêm 36 sự hỗ trợ của tất cả các cô chú quý anh chị mạnh thường quân. Đây là số mạnh thường quân đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như là để giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô Út. Thì bây giờ Bùi Hồ sẽ đọc lên hai cô bác quý anh chị. Một là một chị giấu tên ở Mỹ là 200 USD, tương ứng với 4.840.000 đồng. Hai là em Châu 400.000 đồng. Ba là anh giấu tên ở quận 6 Hồ Chí Minh 2 triệu đồng. Bốn là anh Tài ở Suối Tiên Thủ Đức là 1 triệu đồng. Năm là anh Nam là 5 triệu đồng. Sáu là bà Ngọc ở Hải Phòng 500.000 đồng. Ở đây thiếu một cái dấu chấm, cô bác anh chị thông cảm ha. Bảy là em Ngân ở Hồng Ngự Đồng Tháp là 500.000 đồng. 8 là Hồng Mai ở Úc là 3.076.000 đồng. 9 là Bonnie Trần ở Canada 3.520.000 đồng. 10 là Hương Linh ông Đoàn Tùng Sơn ở Bình Dương là 2 triệu đồng. 11 là chị Hoàng ở Úc gửi lần 1 là 3.080.000 đồng. 12 là anh Nguyễn Thế Tài ở Trà Vinh là em của anh Tâm á, là 1 triệu đồng. Em của anh Tâm kênh Huỳnh Tâm TV. 13 là chị Thúy ở Bắc Cali ở Mỹ là 7.323.600 đồng. 4 là chị Phương ở Mỹ là 500 USD tương ứng với 12.100.000 đồng. 15 là cô Hoàng Quanh ở Gò Vấp Hồ Chí Minh là 1 triệu đồng. 16 là Chùy Duyên ở Úc là 2 triệu đồng. 17 là anh Lê Thanh Bình ở Sa Đéc Đồng Tháp là 300.000 đồng. 18 là anh Hoàng và chị Thảo ở Facebook gửi thông qua cái Facebook Bùi Hồ của Bùi Hồ á là 2.500.000 đồng. 19 là cô Nga ở Mỹ là 100 USD tương ứng 2.420.000 đồng. 20 là chị giấu tên ở Facebook là 2 triệu đồng. 21 là cô Huệ ở Mỹ là 500.000 đồng. 22 là trích quỹ của chú Kevin Trần là 2 triệu đồng để mua đồ và vật dụng. 23 là bà Mã Xuyến ở Mỹ là 300 USD tương ứng với lại 7.260.000 đồng. 24 là anh là bạn Anna Kim là 500.000 đồng. 25 là anh Dũng và chị Liên ở Úc là 4 triệu đồng. 26 là anh Lê Thanh Bình Sa Đéc Đồng Tháp gửi lần 2 là 300.000 đồng nữa. 27 là anh Phương ở Mỹ 8 triệu đồng.
anh Phương ở Mỹ là cũng có gửi cái phần này để đóng lao phong. 28 là anh chị hãng Huawei Watch ở Mỹ là 7.326.000 đồng. Là anh Phương có gửi, nói được gửi đóng lao phong, nhưng mà anh chị em ở hãng Huawei Watch của ở Mỹ đó thì cũng đã gửi cái phần này, thì dư bao nhiêu thì Bùi Hồ cũng đã dồn vô mua những cái nội thất ở trong nhà. 29 là chị Hoàng ở Úc gửi lần hai là 17.716.000 đồng. 30 là chị Bội ở Úc là 5.000.000 đồng. 31 là chị Mai ở Bình Thạnh, Sài Gòn là 1.000.000 đồng. 32 là anh Vũ thợ sắt và chị Thì ở Thanh Bình. Anh Vũ là làm cái ngôi nhà của mình đó, là hôm trước là có hỗ trợ là 500.000 đồng, cùng với anh Hải đóng lao phong là 500.000 đồng 1.000.000 mà Bùi Hồ có đi chờ đó, thì anh Vũ gửi với lại chị Thì gửi thêm 1.000.000 nữa. 33 là chị Vân Trần ở Mỹ là gửi 2.350.000 đồng. 34 là chị Lu Mỹ Hoa ở New York, Mỹ là gửi 2.000.000 đồng. 35 là chị Liên và chị Phụng về Mỹ là gửi 5.000.000 đồng. 36 mới nhận hồi sáng là chị Dung Lê ở quận 4 Sài Gòn là 500.000 đồng. Tổng cộng cái số tiền gửi đến thời điểm hiện tại là 120.411.600 đồng. Một số tiền rất là lớn ha cô bác anh chị. Chưa đầy một tuần nữa. Đó là số tiền, là tổng cộng số tiền thời điểm nhận được là 120.411.600 đồng. Trong khi đó là có phần của chị Thanh ở Mỹ rồi, gửi được trước là 2.000.000 đồng đã gửi cho bà rồi. Rồi thêm nữa là cái phần của anh Hải với lại anh Vũ là 1.000.000 đồng, cũng đã mua đồ xong hết rồi. Rồi tiếp theo là phần của anh Mạnh Thường Quân của kênh Anh Một Đồng, là chị Quyên ở Bình Dương là 300.000 đồng. Hai là chị giấu tên ở Sài Gòn, anh giấu tên ở Sài Gòn là 1.000.000 đồng. Phần của anh Đồng là 1.300.000 đồng. Đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi. Dạ. Tiếp theo là phần ủng hộ của bà Mã Xuyến lần hai. Bà Mã Xuyến đã có gửi 300 đô để xây nhà và có gửi thêm 200 USD cho thợ, là tương ứng với 4.820.000 đồng mà clip trước Bùi Hồ có cộng sai là 4.820.000 đồng á, là 4.840.000 đồng mới đúng các bác anh chị. Cũng đã có bù vô rồi, cũng đã có thông báo với bà. Phần này thì có gửi mỗi anh thợ là 400.000 đồng. Rồi sau đó còn dư thì để cho các anh thợ có một tiệc nhỏ nhỏ để các anh em ăn uống nhỏ nhỏ các bác anh chị. Phần này cũng đã chi xong. Đó. Thì cái phần chi ra ở đây không phải là bé Kim Chi nha cô bác anh chị. Ở đây Bùi Hồi quên sửa cái tiêu đề này. Ở đây là nhà của cô Út đi ha. Cô Út Trà Vinh ha. Cô Út Trà. Cái máy này nó cũng tỉnh, nó bị ấy rồi. Rồi bây giờ nội dung chi ra. Anh Vũ thợ sắt là 50.000.000 đồng. Anh Hợp thợ hồ là 50.000.000 đồng. Là hai phần, là như dự toán ở ban đầu. Phần phát sinh cửa sổ phòng khách và song sắt là 3.000.000 đồng. Thứ năm là cái bếp ga là 1.400.000 đồng. Thứ sáu là giường, tủ, nệm, gối là 6.700.000 đồng, cũng đã có công bố ở clip trước. Tổng chi là 118.100.000 đồng. Còn lại là 2.000.000, tổng thu là tổng nhận á là 120.411.600 đồng, chi ra là 118.100.000 đồng, thì còn lại là 2.311.600 đồng. Và cộng cái số tiền của anh Một Đồng, Mạnh Thường Quân của anh Một Đồng là 1.300.000 đồng, thì tổng cái số tiền thời điểm hiện tại còn lại là 3.611.600 đồng. Đây là cái số tiền còn lại ở thời điểm hiện tại. Và Bùi Hồ cũng hỗ trợ một chút ít, tại vì quan điểm của Bùi Hồ và các anh em là phải cất nhà xong thì cũng phải có một số vốn để mà có thể xoay sở ở trong nhà. Thì 3.611.600 đồng thì Bùi Hồ cũng xin chúc một phần nhỏ của mình gửi cho bà luôn. Đó là với lại kênh anh Một Đồng là 1.300.000, còn lại 2.311.600 đồng với 1.300.000 là 3.611.600 đồng. Con gửi luôn cho cô Út là 5.000.000. Cô Út nhận giùm con. Dạ, cảm ơn. Cô đưa Út đếm lại đi. Một, hai, ba, bốn, dạ năm. 5.000.000. 5.000.000 này bán giá số bao nhiêu ngày mà có cô? 5.000.000 thì chắc bán
Không biết chừng nào mới có. À, không biết khi nào mới có nữa hả? Dạ, đây là cái số tiền mà danh sách của Quý Mạnh Thường Quân cập nhật đến sáng ngày hôm nay là ngày 2 tây tháng 11 năm 2023 thôi cô bác anh chị. Thì cũng có nhiều Quý Mạnh Thường Quân cũng có liên hệ để hỗ trợ thêm. Tuy nhiên đến thời điểm nào thì Bùi Hồ nhận đến thời điểm nào thì sẽ cập nhật đến thời điểm đó. Thì cũng cảm ơn những cái tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm, Quý Mạnh Thường Quân trong nước, ngoài nước đã chung tay cùng với Bùi Hồ để hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn như là hoàn cảnh của cô Út này. Không có gì vui bằng khi chúng ta giúp được những cái hoàn cảnh khó khăn, vượt qua những cái lúc ngặt nghèo như thế này để mà có một cái động lực vươn lên trong cuộc sống. Ít ra thì sau này cô Út đi bán cũng không có còn thấp thỏm lo âu rằng cháu mình đang ở nhà đi tắm ở ngoài trời mưa, hoặc là đi ở trong một cái nhà nó tạm bợ, mưa gió thì cứ thấp thỏm lo âu không biết là nó dột khi nào. Thì thôi cô Út giữ cái số tiền này nè, chắc cho cẩn thận bỏ vô cái tủ kia khóa lại, nhớ không? Dạ. À, cô Út giữ một con ha. Dạ. Rồi cô có muốn nói gì không? Dạ. Tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã ủng hộ cho tôi được cái nhà, xây tôi được cái nhà và xây luôn cả cái nhà vệ sinh, mà còn tạo điều kiện cho tôi có một số vốn để tôi buôn bán, tôi nuôi mấy đứa cháu. Tôi thành thật cảm ơn. Giờ còn lo gì nữa không cô? Dạ. Lấy tiền đó đi mua cái nón thay nón mới đi cho nó đẹp đẹp tí xíu. Hả? Mà chỉ có cần nón rồi con. Hả? Còn lo lắng gì nữa không? Dạ không. Dạ hả? Dạ. Còn con, tiền. Dạ. Thấy bà ngoại vậy sao con thấy buồn không? Buồn gì? Buồn là ngoại không có cái nón mới. Nhưng mà bà ngoại có tiền giàu rồi. Sáng chú với bà ngoại con đi chợ nhưng mà chú quên. Con thay mặt cảm ơn. Nói đi, con cứ nói đi. Dạ, con cảm ơn nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân, các cô chú. Quý cô chú. Quý cô chú ông bà. Vậy là xong thì không có băng ngay. Đúng. Ông bà cô chú đã cho, để xây cho con cái nhà, với cái nhà vệ sinh. Con cảm ơn. Con hứa là sao? Con hứa là sao đó? Con sẽ cố gắng học để mấy cô ngoài nước và trong nước vui, để được vui. Con cảm ơn. Con lanh quá à, mà không chịu đi theo chú đưa con ra ngoài nước ngoài. Lắc đầu gì? À, thưa với cô bác quý anh chị á, thì một lần nữa Bùi Hồ cũng thay mặt gia đình của cô Út, gồm có cô với lại ba người cháu của mình còn nhỏ nên là nữ, là có gì thì thậm chí cả kể cả Bùi Hồ luôn, có gì sơ sức và anh Một Đồng á, Út Đồng Tháp là cũng như anh Quỳnh Tâm luôn, có gì sơ sức thì mong cô chú quý anh chị, Quý Mạnh Thường Quân bỏ qua. Và cũng có nhiều cô bác quý anh chị thấy rằng là thiếu cái này thì bù đắp thêm cái kia, rồi thiếu lao phong thì bù đắp thêm lao phong, rồi thiếu dán gạch thì bù đắp lên dán gạch, thậm chí là thiếu con gà con vịt để mà đẩy cho thợ những ngày như thế này á, thì cũng bù đắp thêm tiền đó. Tuy nhiên á, thì Bùi Hồ cũng thống kê lại những cái số tiền Quý Mạnh Thường Quân á, để mình chung tay nhau không những là có ngôi nhà mà có vốn nữa. Thì Bùi Hồ thống kê tổng hợp lại một lần một thì chắc có lẽ là cũng có sơ sót về cái vấn đề, không phải là sơ sót về cái, có nghĩa là tại sao hỗ trợ là phần lao phong á, thì không đúng cái phần đó. Tuy nhiên thì những cái hạng mục này thì Bùi Hồ cũng làm như đã cô chú quý anh chị đã ủng hộ, thì Bùi Hồ cũng công bố một lần một để cho nó tiện cho các anh em, cũng như là cho nó rút ngắn cái gọi là cho nó một lần một cho nó trọn vẹn luôn á. Thì cũng mong là cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân có, Bùi Hồ có, cũng như các anh em có sai sót á, thì mong cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm thông cảm bỏ qua cho Bùi Hồ. Và Bùi Hồ thay mặt cho cô Út và ba cháu ở đây á, nói một lời tha thiết, chân thành cảm ơn đến tất cả các Quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng đã cùng Bùi Hồ và đã tin tưởng các anh em để giao cho các anh em làm cái nhiệm vụ là kết nối để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn như cô Út này. Và cũng bây giờ thì hồi sáng giờ là lật đật là 9 giờ sáng thì cô ba đã đi cùng với các cô, các chị Liên hàng xóm đi mua đồ về nấu ăn. Các anh thợ cũng đã về lại Đồng Tháp rồi.
ngày hôm nay thì vô đây thì tối nay cô Út sẽ và các cháu sẽ ngủ ở trong một cái ngôi nhà mới mà tưởng chừng như mơ thì cũng không bao giờ có được. Nhưng mà bây giờ thì chắc có lẽ mời cô bác với chị dùng một cháo, cùng dùng một ít cháo cũng như là cháo dịch ha, với lại cả gia đình để chung vui cho một cái nhà, ngôi nhà mới như thế này. Anh Đồng muốn nói gì hả? Thì hồi sớm á, cái phần cháo dịch này đó thì đó là cô Út vào cái căn nhà mới thì để cúng, để vào nhà mới thì bên đó là cái phần đó là bên Út Đồng Tháp cũng hỗ trợ 500.000 đúng không? Đúng. Còn cái phần số lẻ là trăm mấy gì đó thì Út Đồng Tháp xuất ra là 600 mấy ha anh. Dạ, con với cô đi mua thì cũng 600 mấy, 630 gì đó. Mình phải thông báo lên là bên Mạnh Thường Quân của Út Đồng Tháp. Đúng, đúng rồi, quên nữa, kêu Mạnh Thường Quân của Út Đồng Tháp nữa. Chị e chị Jenny, Jenny Mỹ. Đúng rồi. Ở Mỹ. Dạ thì nói chung là các anh em sẽ cố gắng hoàn thiện nhất có thể. Tuy nhiên là ví dụ như kênh của anh Một Đồng là có cô chú hỗ trợ cái phần mua những cái 1.3 triệu đó là mua đồ để nấu nướng đúng không? Dạ. Thì mình sẽ còn dư đó mình sẽ dồn lại cho cô luôn. Nên là nữ là Bùi Hồ nói ở cái sự gọi là không ấy, gọi là sự sơ sót mà thống kê một lần một cho nó tiện. Và số tiền của quý Mạnh Thường Quân sẽ cũng sẽ dồn lại cho gia đình của cô Út thôi. Một lần nữa thì chắc có lẽ là cảm ơn. Và bây giờ mời cô bác anh chị dùng bữa tiệc nhỏ nhỏ và cùng với gia đình. Cũng thương cô ba, chị Liên và con hàng xóm cũng chuẩn bị từ sáng đến giờ. Bây giờ mời cô bác anh chị cùng các anh em dùng chén cháo rồi các anh em sẽ trở về lại Đồng Tháp trong chiều ngày hôm nay luôn. Bắt đầu mình sẽ dọn ra để mình ăn cháo thôi. Hồi sáng cô cúng rồi đúng không? Dạ. Rồi. Bye. Bye. Đây cô ba bưng cháo dịch, gỏi dịch. Rồi bên đây là cháo ha. Bên đây là bún xào của cô Tư. Bên đây là nước mắm của chị Liên. Cháo gỏi dịch này thì cũng chị làm với cả nhà. Cái này mình làm ở đồng quê có gì dùng nấy. Đồng quê gì cũng tốn mấy ký thịt của mấy cô ở hàng xóm rồi. Ủng hộ hết 3 ký thịt đúng không? Đúng rồi. 2 con vịt tới 5 ký 7 lần nữa anh Một Đồng. Út Đồng Tháp cũng đi lặn lội đi mua. Rồi. Dọn cho nó dài dài ra hay là cho nó tròn cho vui? Mà đông thì mình dọn cho nó dài tí đi. Đúng rồi. Trời, cái nhà cô Út lau lắng bóng luôn ha. Mới có bước chân lên chút xíu thì cô Út lau nữa rồi. Trời ơi, có cô Út. Nó đổ nước hay là... Có nhà này chắc cô Út sống đến 100 tuổi luôn quá. Cô Út. Dạ. Hết lo sống đến 100 tuổi luôn không? Dạ, lúc đó là nằm cứ hát nghiêu ngao không á. Hát nghiêu ngao. Rồi, có đây là thịt kho hộp vịt. Rồi đây là cháo dịch. Trời ơi, ngon. Cái phần kho hộp dịch này thì cô chú hàng xóm thương. Nó nói lọ, lọ, lọ. Cái này là bún nha, bún bún thịt dịch đúng không? Út Đồng Tháp. Đúng rồi. Thấy màu. Trời ơi. Là nó hiền hình quá trời. Ủa, cái mía đây nó rồi. Nó bưng hết luôn nè. Sáng nay cũng thông tin với cô bác quý anh chị là Bùi Hồ nhận được một cái phần quà rất là giá trị của chị Hà ở Sài Gòn, rồi của anh 12 cũng như là anh Hên ngay tại Vũng Liêm Vĩnh Long. Rồi sao nhiều dữ vậy? Sao nhiều đồ ăn dữ vậy cô? Rồi bây giờ cô mời cô ba ngồi xuống. Cô mời cô ba ngồi dùng. Rồi em mời chị Liên ngồi dùng. Rồi vô luôn. Con xuống ngồi luôn. Rồi chị Liên vô ngồi luôn. Tường vô ngồi ăn luôn con. Tại rồi sớm giờ đồ ăn cũng đợi hơi lâu rồi. Vô ngồi ăn luôn. Ăn bữa cơm chung vui đi. Một bữa cơm chung vui. Có chi dùng đó. Thôi để con ăn cháo. Con ăn cháo trước. Rồi thôi đây. Con đang thèm thịt vịt. Nhét lại cháo. Giờ để ai muốn ăn gì tự múc cái cháo nhiều quá một hồi tự to ăn. Cháo này dạ. Như là nãy hanh lại nữa. Hơi nguội nè. Không khỏi ham. Ham nữa khép hơn à. Cô ăn cơm hay ăn cháo? Hả? Cô gì cũng được. Dạ rồi con miếng cháo. Chén cháo ăn chén cơm.
ăn miếng với lại rồi xích vô ốp đồng tháp ăn luôn ha. Vô chú Mộc. Vô luôn Tâm. Vô chú Thanh rồi. Vô anh Tâm, cần vô anh Tâm. Bớt tiền cho ngồi luôn đi con. Đây chục. Đũa này là đũa mới nè đúng không? Dạ, đũa mới. Đũa của chị Hà tặng nữa mà. Mời cả nhà nha. Cô Út ơi. Dạ. Đồ của anh 12 với anh Hên tặng đó, chừng nữa ví dụ như kem bánh găng đồ đó mình mua rồi giùm mình để vô. Dạ. Anh em của mình cũng như là đây có cô bác. Đây nè, tiền ra ăn cơm, ăn cháo con. Đưa cháo. Lên chị đây. Vô chị Liên. Giao dịch. Dùng miếng bạn ngang luôn con. Đây, bạn ngang luôn con. Chị Liên. Chị Liên. Chị Liên vô vòng. À, thôi mời cô chú với anh chị. Cái này là mề đúng không? Cái này là mề dịch. Chú mồi à, chú hồ. Đưa đũa lên canh Tâm. Có đũa. Con hồi đàng hoàng anh chị cùng thơm cháo ăn thơm. Đây cháo với gia đình. Ngon quá. Cháo nè. Ngon quá. Cháo này có dừa không cô ba? Không. Sao béo vậy? Dịch đó. Dạ hả? Nuôi cháo còn ăn dữ rồi. Mời cả nhà người cô bác của anh chị dùng ha. Ngon quá cả nhà. Trời ơi. Dịch ăn với gỏi chua nè. Gỏi này ngon á. Cái này là tắt hơn cô ba. Tắt. Ngon quá. Xong rồi cô bà cũng bóp ra nó muốn cho tụi con á. Rồi cái tay cũng ngon quá. À, dịch này nó mập quá. Uống đồng tháp mua dịch này là bao nhiêu tiền một ký? 65 ngàn. Vậy hả? Hai con là 5,7 ký. Chú không ăn con. Rồi mời cô chú anh chị quý mạnh đường quân quý nhà hảo tâm dùng cháo với lại thịt kho tàu. Cùng với bùi hồ. Còn có à? Ngon quá. Ở đây là gỏi bắp chuối nha cô. Bắp chuối, ủa cô ba. Bắp chuối với giá. Ăn trong nhà mới ngon không cô? Ngon không? Ngon sao? Hả? Ăn rất là ngon. Mấy chú ăn heo là con mà. Mấy chú làm được cho con nuôi nhà, ngôi nhà lợi này heo gì. Sao nói chú nghe. Mấy chú cho con nuôi nhà con chú. Rồi tiền mà cô chú anh chị ông bà dùng người cháu với ly tiền. Dạ con mời cô chú ăn ông bà và các nhà nước. Cháu không mời con gái anh bà. Con không? Dạ, con. Anh Tâm. Hồi sớm anh Tâm là có đem một cái phần quà nữa, gạo với mì hả anh Tâm hả? À, mì tôm với đồ ăn nước mắm với nước tương. Dạ. Anh một đồng anh đội mai mốt chở thốt nốt cái này ảnh. Anh Đồng là mai về lại An Giang luôn đúng không? Đúng rồi. Còn Út Đồng Tháp là chiều nay về lại Đồng Tháp. Chiều nay về lại Đồng Tháp luôn. Chạy đi xe tới tối luôn. Dạ. Hồn quá. Áo đang ngủ rồi. Đây chạy về mấy tiếng anh ơi? 3 tiếng. Dạ cả 3 tiếng á anh Đồng. Chị không sao. Dạ. Tôi cũng tương đương mấy tới Sài Gòn thôi. Anh em đi. 3 tiếng đi em nghỉ á anh. Nếu mà anh đi em nghỉ là 6 tiếng không tới á. Tại anh nằm nghỉ hết 3 tiếng. Con dịch này chở chạy. Con dịch này béo quá. Lại có còn nữa. Đây. Đúng rồi anh, em nói đúng mà. 3 tiếng mình đi là không nghỉ đó. Có về dịp gì mà cô cháu còn chung đâu. Thì có dịp này chứ không biết chừng nào ngồi chung với tụi con. Dạ. Anh Đồng ơi. Ăn rau đi anh, ăn thịt hoài vậy. Thịt ngon hơn rau. Trời ơi, cô ba đưa con miếng thịt to đùng nữa. Nhìn chú một đầu ăn nhìn mắc cười. Nhìn nhiều quá ăn chẳng hả. Ảnh ăn miếng ảnh còn, chú ăn miếng chú còn có một đồng nữa con biết hả. Vậy chứ nhiều quá thì ăn gì hết. Hai con nhiều quá. Nhiều. Thịt kho cũng nhiều. Ngon quá. Vừa ngon. Là con chú thịt
ăn vừa ngon mà vừa vui nữa, đông vui. Chả cháo quá bài. Ăn ngon hết chú Hồ, chú Tâm, chú ông ăn gì à? Đi ba tiếng là cô Út cũng ăn được. Dạ con hôm nay thì con mừng, con vui quá, con no luôn rồi cô Út. Anh đồng hai anh em mình chia nữa chén này đi. Em mình chén anh nữa chứ. Chú Tâm sao không kêu vợ chú Tâm dạ. Chơi luôn. Ừ, ngon quá. Ngon thì không chú Hồ. Tại dạ, vì ông của ba nấu cháo thì nhiều tính hồi cơ mấy chút thợ nè. Cho bà rồi cho chúng ta. Ừ. Hai thớm cô biết vậy tắm rửa rồi cô dọn ra cho ăn. Còn cái cúng thì cũng rồi. Ai đâu có biết. Ai đâu có biết. Ai gì cũng không hay luôn hả? Bùa hồn nhanh lắm. Mấy anh thợ là nói chung ra cũng nôn lắm, nôn để trở về đang gặp vợ con. Ừ. Không phải là riêng mấy anh thợ mà con bây giờ cũng nôn về nữa nè. Sao mấy chú xuống chơi à, đổ miếng xèo ăn nữa. Cô Út đổ hay sao? Đổ nè. Cô Út hay cô ba? Cô làm cũng được. Dạ. Chứ mà mấy ba giúp là nữa tao nấu cũng đẹp rồi vậy. Dạ. Khi nào mấy con sẽ quay lại thì dì ba lại cho mấy con là món bánh canh đúng không chị? Đây là thành kho tàu, thành kho hộp vịt ăn ngon lắm. Kho hộp vịt thì kho hoài là thôi bây giờ muốn nước tèo với bánh canh. Không nhận. Ăn cơm miễn phí ngon ghê. Nói gì á? Chứ không phải là thợ nấu nấu ăn ngon. Thợ nấu ăn ngon. Cũng cảm ơn cô bác anh chị rất nhiều. Ăn để cho mấy bé ăn gọi là ăn theo miệng, ăn nó vui. Càng đông người ăn thì ăn được nhiều hơn. Và chắc chắn là như vậy. Món này món nào cũng ngon á. Ngọn cái thưởng thức đấy. Này cũng ngon cô bác. Dễ dùng nữa này ngon lắm chứ. Đúng rồi, quá ngon. À, con nghĩ nha. Chuyện đi nó làm xong hết trơn mấy món này. Ăn cho ngon chú Hồ, chú Tâm với chú Lòng. Dạ. Đợt này không bị hôi lông. Không. Chồng nên thải hai một củ gừng đỡ được. Dạ. Con dịch nào mà con bỏ gừng cho bẩn rồi. Bí quyết. Nên là nữ là những người không biết là làm dịch hôi lông á. Chị My rồi không có mạng kìa. Đâu. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác với chị ở clip sau. Chia sẻ một buổi ăn như thế này, cùng gia đình như thế này, ấm cúng như thế này, hạnh phúc như thế này là một điều gì đó rất là vui. Bùa Hồ cũng muốn lan tỏa những cái thông điệp yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Bye bye.